đẹp của cô bạn. Giấc mơ của nhiều người đấy. Vợ tu các bác ơi, vợ tu. Em vợ tu hơn 20 củ. Em này 23 củ bác nha, 23 củ. Riêng cái bộ bao da này của em nó cũng phải vài triệu rồi. Nguyên bao da này của em nó vài triệu rồi. Vài triệu rồi đấy. Em vợ tu. Đấy. À, sạc bao da phụ kiện đây, sạc của em vào đây. Có cả tai nghe vào tu luôn. Riêng combo này thì phải nhiều bucket, em khẳng định là nhiều bucket. Có bao nhiêu? Quá yêu, yêu. Các bác có yêu em không? Yêu em này này, chứ phải yêu em này. Ok chưa? Bác làm nhanh tay 0911 xong rồi này, rồi nó quá đẹp các bạn. Toàn hàng VIP này. Này, bác nào muốn VIP nữa này. Đó tu đây. Con này cũng rất là sang trọng. Con tay vừa vắn luôn. Con tay vừa vắn. Đây, con này. Để thêm hai con này. Đó tu đấy. Chưa lau dọn được đâu. Em vào giới thiệu con này trước cho bác đã nhé. À, con này thì báo cáo bác rồi đấy. 23 củ. 23 củ. Được chưa? Con này mà các bác còn chê thì chịu. Bó tay, đúng không? Bó tay luôn. Dòng này thì các bác, dòng này thì các bác đừng có hy vọng là tìm vết với nhá. Các bác đừng tìm vết. Em tôi nói luôn là những dòng này thì các bác đừng có đi tìm vết. Bởi vì tại sao? Nó hoàn toàn làm toàn bằng thép cao cấp thôi, bằng titan thôi. Tất cả đây đều là bằng titan và thép cao cấp. Thép cao cấp, thép chống rỉ, ngoài ra thì toàn là gốm men gốm, càng dùng càng bóng. Này. Các lau đi nó sẽ bóng lên. Bình thường các bác cứ nhìn thì cái vân hơi xước, đó là cái bẩn mà tay mình tì vào đây này. Nó bóng quá nó nhìn lên thế. Chưa? Các bác nhìn này. Đá ruby này. Chứ còn để các bác mà tìm được cái điểm xước của thằng này không có đâu. Không tìm được đâu. Nó toàn men gốm này. Không có. Không tìm được. Ok chưa? Không tìm được. Ở đây. À, con này thì các bác mở ra cho các bác nhá. Đây nhá. Các bác mở. Này, các bác đẩy sang sang này, các bác mở lắp sim vào đây. Đấy, hôm trước em giới thiệu cho bác 3-4 con trước ấy, là chữ ký khác. Mỗi một con nó có một đời chữ ký khác nhau. Đây, bác nhìn chữ ký này đã khác rồi. Cái chữ ký này có nghĩa là mỗi một con máy này là được một người thợ lành nghề tự nhé. Có nghĩa là mỗi một người thợ làm xong cái máy này người ta sẽ ký ta nhận ở đây. Đấy, bác nhìn em Tuấn quay đến hôm nay trong tháng vừa qua đến hôm nay con này chắc nó phải còn đến năm thứ 6 mã này rồi. Có chữ ký nó khác nhau bác nhé, nhìn khác nhau chưa? Em nhớ là có hai con nó giống chữ ký thôi. Và dòng này thì sản xuất chỉ có số lượng không có nhiều, vì nó làm thủ công mà, chứ không phải làm bằng máy đâu. Làm bằng máy thì bảo là đại trà, nhưng làm thủ công thì không có chuyện đại trà được bác nhé. Được chưa? Đấy, đẹp kỹ bạn theo bác, đẹp chấm hết, không còn gì để chê nữa. Đây, bao da của em nó đẹp. Bao da này thì bây giờ các bác đặt nguyên cái bao da này, nguyên cái bao da này bây giờ các bác đặt nó có rẻ thì nó có 3 triệu, rẻ 3 củ. Tai nghe em đưa đây cho bác nhá, tai nghe của tu luôn nhá. Đây ạ, tai nghe của vợ tu đấy ạ. Bác nhá, nghe vợ tu luôn. Này, bây giờ nghe vợ tu luôn đấy. Sạc cũng vợ tu luôn. Này, sạc vợ tu. Cáp này cũng để đây luôn. Các bác được. Còn để giới thiệu thì con này em cũng giới thiệu khá là nhiều và rất là nhiều bác lấy rồi, nên là nhiều lúc muốn quay cho bác để xem cái hình thức của em nó thôi. Các bác có thể vào thay đổi hình nền này. Cái hình nền này bác có thể vào đây, hình nền này cài đặt này, cái này hiển thị này. Đấy, hình nền này thì bác có thể đặt hình nền vàng hoặc nền này, nền này tùy các bác, hoặc là nền cây cối đấy, đồng lúa hay rừng cây tùy các bác. Nói chung là nhiều lắm. Ngoài ra Vertu thì nó có độc quyền là độc quyền bảo mật, bảo mật độc quyền của Vertu.
Riêng Vertu có cái bảo mật độc quyền của bảo mật của Vertu. Riêng cái đấy thì nó là nổi tiếng nhất thế giới. À đây, các bác nên đặt cái nền này đấy, cho nó trùng đúng với màu da này và cái màu này luôn, các nhá, hợp lý chưa? Này, theo em đặt nền này, gì đâu, nào, nó trùng luôn đúng với lại cái màu ít, thỉnh thoảng nó kiếm được con một combo đồng bộ như này lắm bạn, này, được chưa? Đấy, nó đặt nền ra đấy được. Đấy, thế em bảo em nên đặt nền này là hợp lý đúng không? Nhưng đặt cái nền này thì là nó trùng với màu da ngoài, nhưng mà nhiều lúc có nhiều bác lại không thích, thì bác thích đặt cái nào bác đặt. Bác lại tùy, đây nó có cả màu này này, tùy. Đấy, màu đen da đen này, màu da đỏ này, da xanh này, đấy, da cá sấu này, da vàng này, còn tùy bác đặt thế nào đặt nhé. Đó là sở thích của các bác, sở thích của bác rồi. Em Tuấn chỉ lướt qua như vậy để cho các bác nắm được tình trạng. Còn máy, những con máy này thì bác không phải bới lông tìm vết, bởi vì là nó không xước được lông màu tìm vết. Và kính thì là kính sapphire, cái gì sapphire nhỉ? Hôm trước em nó đọc một cái gì bích ngọc, cái gì ngọc bích sapphire nhỉ? Và cái này là muốn xước được nó phải dùng kim cương, có nghĩa là kim cương cứng hơn nó mới cào được nó xước. Đấy, ngọc bích sapphire, đúng không? Màu sapphire, màu bây giờ, ai nữa, đây, trạng thái điện thoại có nhìn thấy chưa? À, con này là con đang có tu át tư, màu bây giờ, tu át tư, giới thiệu nó nhiều quá rồi và rất nhiều bác lấy rồi. Tất cả chất liệu trên con này toàn là thép và titan và những vật liệu phải nói luôn là vật liệu quý hiếm. Đa số những vật liệu để dùng nó là để sản xuất máy bay thôi, máy bay hoặc tên lửa hoặc vũ khí. Bên trong thì trong thân máy được dùng có những chi tiết dùng cả vàng, những chi tiết có những con máy dòng Vertu này có cả kim cương, còn con này có đá quý này, đá ruby này. Đấy, riêng cái nút đá ruby là cái nút độc quyền, các nhá. Nút đá ruby này, các nhìn nhá. Cái nút đá ruby màu hồng này, nó là cái nút độc quyền để gọi và kiểm gọi và lấy và vào những dịch vụ riêng của Vertu, các nhá. Bác muốn cần những dịch vụ thì riêng của Vertu bác ở đây. Vertu hỗ trợ bác này, đứng đây. Em ấn nhá, mình bạn ấn nút hồng nha. Bác ấn nút hồng này. Đấy, ấn nút hồng này. Đây nó ra những cái dịch vụ riêng của Vertu này. Các nhìn chưa? Cái dịch vụ riêng của Vertu. Đấy, nó rất là nhiều dịch vụ, dù được massage xong hay cái gì đấy chẳng hạn, nó tóm lại nó nhiều lắm, toàn những dịch vụ cao cấp rồi. Đấy, như cái nút đấy, cái nút đỏ này, nút của đá ruby này, chính là cái nút để kích hoạt cái dịch vụ của Vertu. Rồi em chào bác nhé, bác nào nhu cầu liên hệ với em. Hẹn gặp lại các bác clip sau đi.
giật dây đấy, nó cắn đấy, đứt dây đấy, dây em xót nhiều, dây em xót nhiều.